Mình nghe người thân tư vấn có thế nào nha. Em trai có đi với ai không? Dạ em có đi với chị ruột của em. Dạ xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình thấy là bạn gái đây á, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng mà rất là nhìn rất là chững chạc và chín chắn. Với cái ưu điểm và cái khuyết điểm của hai bạn á, thì mình thấy cũng hợp với nhau và cũng có những cái điểm chung. Rồi cảm ơn chị. Dạ. Mình thì sao? Hôm nay nhà gái mình đi có ai? Dạ em đi với là bà nội với ba mẹ. Chào ba. Chào cô Cát Tường, chú Nguyễn Linh. Dạ, chào bác. Dạ con chào bà. Chào con. À, nay bà đi xuống đây là để nhìn mắt cháu. Cháu rể tương lai. Bà thấy cháu cũng được, cao ráo lứa. Bà con hỏi bà chút bà. Hồi xưa đó, cái thời của bà đó là ta làm mai làm mối có gặp mặt gì không bà, hay là làm mai làm mối đâu tới lấy luôn bà? Lấy luôn con, chứ không có gặp mặt như vậy. Có được nói chuyện gì không? Không có được nói chuyện gì nữa con. Cha mẹ nói xong là bắt đầu làm đám hỏi đám cưới xong đi về nhà chồng. Trời. Chị ơi, có yêu không bà? Cũng yêu mà yêu chút đỉnh. Cảm ơn bà nhiều. Hôm nay thì tụi con cũng hiện đại bà ha, cho gặp mặt nói chuyện với nhau. Bà thấy được không? Được con. Dạ. Rồi ý kiến ba làm sao? Chào chị Đường Nguyễn Linh. Thì thấy cháu thấy cũng được, cũng hiền. Dạ con cảm ơn. Rồi cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn lên cho con cháu gặp mặt hả bà? Nhớ nha em, thấy giống thì đưa, không giống cất luôn nha em. Ôm trong mộng luôn. Ôm trong mộng luôn. Rồi kéo màn. Giống không? Giống. Có thể cho anh mượn trước được không? Em nghĩ cái này em nên cắt luôn. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ. Thôi cho anh coi đi em. Trời, trời ơi, giống xuân cô như vậy. Mà thấy được bao nhiêu phần trăm? Chắc có 50% mà phi quá anh thôi. Anh thấy không tới đâu. Nhưng vấn đề chỗ này nè, cái người này nó sẽ hơn người này như thế nào? Về tâm hồn, về sự chăm sóc, quan tâm, chia sẻ. Dạ. Thôi giữ làm kỷ niệm. Rồi chúng ta có 2 phút nói chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào em, không biết nãy giờ em có cảm nhận về anh như thế nào rồi? Dạ theo em cảm nhận thì anh là một người hiền, em biết quan tâm cho bạn gái, nhưng mà không biết là sau này sẽ như thế nào. Mà em mong là nếu mà anh nói được thì... Nói được phải làm được không? Dạ đúng. Em cứ yên tâm đi, hãy gửi con tim vào anh. Trời. Em run quá à. Tí xíu nữa nắm tay là khỏi run nè. Trời ơi, chưa gì trơn là nắm tay. Ví dụ như là tuần mình có thể gặp nhau khoảng mấy lần? Cuối tuần à, ai cũng đi làm cho nên em nghĩ là đi làm về sẽ rất là mệt mỏi. Cho nên là em muốn gặp nhau cuối tuần để tinh thần nó thoải mái hơn. Anh sao cũng được, miễn em thích là được rồi. Em mai mốt giờ nhớ giữ tiền giùm anh nha, anh không biết giữ tiền. Dạ cái đó thì anh yên tâm, em giữ tiền chắc lắm. Nén tóc lên cho nó sáng sủa. Không, để vậy đẹp, sủ vậy đẹp. Dạ em đẹp nhưng mà khán giả không thấy, cổ đẹp. Rồi tiếp tục. Anh thì anh thích một trai một gái nè. Nhưng mà em thích con đông, em thích tới 4 đứa lận. Dạ. Tiêu chuẩn của em là 4 đứa, anh nuôi nổi không? Không sao, nếu em thích thì ok hết. Nuôi thì nổi nhưng mà đẻ nổi không á. Rồi mọi người nói một câu gì thật tình cảm nào. Thì anh nghĩ là mình cũng có thể cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau thôi. Nhớ bấm chuông nha. Trời đất ơi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật quyền kỹ quyết nha. Quyết định bấm nút hay không là do các bạn nha. Nói thì nói thế thôi, mình phải bình tâm và suy nghĩ. 3 2 1. Hết thời gian. Có bấm hả? Có không? Có bấm không? Có bấm. Rất hoang mang khi nhịp tim nó không cùng chung nhịp nha. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi bây giờ là mình chính thức hẹn hò với nhau rồi. Mình nói gì với bà, với ba mẹ của bạn gái đi. Con hứa là sẽ yêu thương và chăm sóc bạn ấy thật nhiều. Bà thấy hợp không bà? Bà thấy được. Nhưng mà bây giờ con nói vậy, mai mốt về sau con về con đánh nó làm sao? À,
Dạ không, giờ... Nói tiếng trước tiếng sau con đá đó là sao? Con nói với bà đi, hứa đi. Dạ con hứa là mấy cái vấn đề đó là không xảy ra. Cái đó là cũng tùy thuộc vào người đàn ông thôi. Người đàn ông phải có trách nhiệm. Không có được vũ phu. Nếu mà con nói con có trách nhiệm, bà rất là tin tưởng. Không nói với bà ơi, con sợ ngược lại đó. Con đánh không lại đâu. Thấy bên đây đồ quá. Rồi, cảm ơn bà nhiều. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Chúng ta sẽ có thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên gửi tặng hai bạn.